Vâng, hiện tại đang là buổi sáng ngày mùng 10 tháng 8 năm 2019. Trên màn hình quý vị đây là 8 giờ sáng đây. Thì có một cái anh khách hàng là anh Hoan tại Đại Phạm Hạ Hòa, thì anh có xuống đã ký duyệt một bộ trường kỷ gỗ gỗ đây. Thì anh áo trắng đây, anh khách hàng đây, quý vị có thấy bộ trường này là một bộ trường hàng đại và chạm tứ quý. Anh đã vượt một quãng đường khá là xa từ xã Đại Phạm giáp với thành phố Yên Bái xuống đây để ký duyệt sản phẩm của chúng tôi. Vâng, còn đây là hình ảnh sản phẩm mà chúng tôi đã bàn giao tại nhà của anh. Cũng quãng đường khá là xa, gần 80 cây số. Chúng tôi đi từ chiều nhưng mà mãi đến gần 8 giờ tối mới đến nơi. Rất cảm ơn anh đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm chúng tôi nhé. Mọi người ai có nhu cầu thì có thể liên hệ với cơ sở đồ gỗ Tùng Tám theo số điện thoại là 0987 510816, website đồ gỗ Tùng Tám.com. Cơ sở có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Vâng, đây là hình ảnh bộ trường chúng tôi đã hoàn thiện rồi. Bộ này thì chúng tôi hoàn thiện đánh vectly. Đây quý vị có thấy là trên bản đồ nhà anh đây. Thì bộ trường này đã hoàn thiện và đánh vectly rồi. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong những clip khác.